Xin chào cả nhà, em là Lê Trân, hiện em đang là nhân viên tư vấn bán hàng của cửa hàng xe máy Đại Nam ha. Thì rất là lâu rồi thì em chưa có lên clip mới để giới thiệu những cái dòng xe hiện tại bên em đang có. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến anh chị một cái dòng xe ở phân khúc 150 Taycan mà hiện tại đang được các anh chị em rất là quan tâm, và giá thành của nó thì cực kỳ là mềm thôi ha. Đây, ở đây là em xin giới thiệu với mình, đó là siêu phẩm dòng xe Raider ha của Suzuki. Thì xe này mình sẽ được nhập khẩu từ Indo ha. Đó, mọi người có thể thấy hiện tại ở dòng xe Raider nó ra rất là nhiều mẫu tem mới. Mình sẽ có xanh bạc đen nè, có màu đỏ nè, có màu xám bạc nè. Đối với dòng xe này thì hiện tại đang được rất là ưa chuộng luôn, vì mình mua góp rất là dễ dàng. Mình chỉ cần từ khoảng 4 tới 5 triệu là mình đã có thể sở hữu ngay một em xe Raider rồi ha. Dòng xe này thì hiện tại cái phân khúc á là 150, nó rất là mạnh mẽ luôn. Nó là đối thủ cạnh tranh ngang với Sonic và Sachia. Nhưng mà ở thằng Sonic và Sachia thì giá thành của nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Đối với dòng xe này, giá thành của nó hiện tại chỉ tầm khoảng là 50 triệu rưỡi thôi, là đã bao gồm thuế VAT luôn. Bên cửa hàng em thì luôn luôn em sẽ báo cho mình luôn cái thuế hải quan và VAT ha, để cho mình có thể dễ tham khảo. Mọi người có thể thấy ở nhiều cửa hàng người ta có thể báo là 45 hoặc 46, nhưng mà thật sự là chưa có bao gồm thuế VAT đâu nha anh chị ơi. Mọi người có thể thấy đối với dòng xe Raider này, máy móc và động cơ của nó rất là bền bỉ và bốc luôn ha. Đi tốc độ nó rất là sướng luôn. Nó cũng ngang tầm với Sachia hoặc là Sonic thôi. Cho nên mà anh chị nào mà kinh tế của mình đang eo hẹp á, mình muốn sở hữu ngay một cái em xe này, mình chỉ cần đưa trước giúp chân từ khoảng 4 triệu thôi ha. Và hồ sơ thủ tục thì cực kỳ dễ dàng luôn, chỉ cần là chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu nha. Nếu các bạn mà không có bổ sung được giùm chân hộ khẩu hoặc là bằng lái á, thì chứng minh thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà mình muốn dễ dàng hoặc là được làm được nhiều ngân hàng hơn á, thì nhiều giấy tờ một xíu á, thì mình sẽ làm được nhiều ngân hàng hỗ trợ hơn ha. Và đối với cái phân khúc xe Raider này ở cửa hàng của Trân thì mình sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm ha. Và tặng luôn cho mọi người đó là combo 5 phần quà theo xe, rất là giá trị luôn. Và khi mà mình có đặt lịch hẹn trước á, thì mình sẽ được giảm từ 500 tới 700 ngàn cho một con xe ha. Và anh chị nếu mà mình có người thân hoặc bạn bè mình đang có nhu cầu mua xe nhưng mà không có biết cái quy trình để mua xe trả góp như thế nào á, em thấy mọi người còn đang rất là phân vân. Khi mà mình mua góp thì mình phải mua như thế nào, thủ tục như thế nào, và liệu hồ sơ của anh chị có mua được hay không. Thì ngay lập tức ha, mình cứ inbox cho Trân theo số điện thoại 0343420262 ha. Em sử dụng Zalo là số điện thoại đó luôn, cho nên là mọi người cần hỗ trợ gì á thì cứ nhắn tin qua Zalo của em. Và ở đây em đang có màu đỏ đen ha. Đỏ đen này là tem mới của dòng Raider 2022. Mọi người có thể thấy ở cái phần tem ở 2022 nó ra rất là tinh xảo luôn ha. Nó được thiết kế dòng chữ Suzuki nè, ngang cái tem áo nè. Và cái phối màu của nó rất là đẹp luôn, nó làm nổi bật cái con xe lên. Và kế bên đây là mình sẽ có màu xám bạc ha. Mọi người có thể thấy màu sắc ở dòng 2022 á, thì nó nổi bật hơn. Và nó giống như là màu mình đã lên 3D luôn ha, chứ nó không có còn tối màu như ở cái dòng cũ nữa. Bên đây mọi người sẽ có là cái dòng xe này, con này là tem cũ nha. Đó, màu đen bóng nha mọi người. Mâm của nó sẽ là mâm đỏ. Và mọi người ơi, nếu mà mình đang kinh tế mình đang eo hẹp á, mình muốn sở hữu một cái con Taycan như thế này á, thì mọi người chỉ cần trả trước từ khoảng 4 triệu là đã sở hữu được rồi nha. Và cửa hàng của Trân thì hiện tại đang nằm ở trên quốc lộ 13, gần bên cổng chính khu du lịch Đại Nam ha. Ở đây thì Trân cũng sẽ có rất là nhiều dòng xe khác nhập khẩu từ Indo, giống như là dòng xe Vario. Và ở đây hiện tại mình có thể thấy đó là dòng xe Vario 125 ha, màu đen nhám. Đối với dòng xe này thì mọi người hay hỏi giá em ở tại cái thời điểm này, mọi người hỏi là tại sao là giá thành lại cao như vậy. Thì anh chị ơi, hiện tại Vario nó đang đổi giá lên rất là nhiều rồi, nó không giống như là thời điểm năm ngoái nữa. Mọi người có thể thấy là xe ở thời điểm năm nay nó đang tăng rất là mạnh, và đặc biệt là dòng xe Vario. Thì hiện tại Vario 150 thì nó đã lên tới 50 triệu rồi ha, 125 nó đã lên tới 50 triệu rồi, đã bao gồm thuế VAT, không còn nằm ở cái mức là 40 mấy nữa đâu nha anh chị. Và muốn sở hữu một em xe này thì mình đưa trước giúp chân từ khoảng 6 đến 7 triệu là mình sở hữu ngay một em Vario này ha. Kế bên đây chúng ta sẽ thấy một số dòng xe Honda hiện tại đang rất là cạnh tranh trên thị trường và được rất nhiều anh chị ưa chuộng luôn. Và dòng xe đang bán chạy nhất ở cửa hàng của em đó là dòng xe AB125. AB125 thì nó sẽ không có sở hữu phanh thắng ABS ha.
Nhưng mà được một cái đó là động cơ của nó thì vẫn là 125 phân khối, đi cũng rất là ok ha. Khoang cốp rất là rộng và phần đổ xăng là ở phía trước. Bình xăng cũng rất là lớn luôn ha. Cái này mình đi để cho gia đình á thì rất là ok luôn, máy móc rất là êm. Ở đây mọi người có thể thấy đó là những cái siêu phẩm của dòng xe Honda, đó là dòng xe Win V3. Win V3 hiện tại là cặp bến ở nhà em là đã đầy đủ mẫu mã rồi ha. Hiện tại nó đang có hai phiên bản là CBS và ABS. Đối với một cái dòng xe Win như thế này, mọi người có thể thấy cái thiết kế của nó rất là gọn, cá tính và cầm rất là chắc tay luôn ha mọi người. Nhưng mà giá thành thì sao? Rất là rẻ luôn, em nói thật luôn, mà giá bất ngờ luôn. Một cái xe như vậy thôi mà giá thành của nó tầm khoảng là 41 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi, và trả trước thì sao? Chỉ từ 3 triệu thôi là sở hữu ngay một em xe Win V3 này. Thì tại sao các anh không lựa chọn một cái em xe như thế này hả? Rất là mạnh mẽ luôn. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn tới dòng xe E155. Xe E155 hiện tại thì giá thành của nó đang rất là ổn định, không có hướng tăng giá ha. Nó vẫn rất là ổn, và muốn sở hữu một em này thì đưa trước từ 5-7 triệu. Giá thành của nó hiện tại đang dao động từ 47 triệu rưỡi cho tới 49 triệu đã bao gồm thuế VAT ha. Đó, hiện tại ở đây mình đang có rất nhiều phiên bản luôn, cho nên anh chị nào mình đang muốn mua phiên bản nào thì cứ inbox cho em. Bên nhà em thì hiện tại là đang có nhận lên sơn 3D và đổi màu áo theo cà vẹt ha. Và em lên rất là nhiều mẫu luôn. Thì ở clip sau em sẽ quay cho mọi người xem những cái dàn áo khi mà được lên sơn tại cửa hàng ha. Winx hiện tại vẫn còn nha anh chị ơi. Winx giá cũng rất là mềm thôi, tầm khoảng là 39-40 thôi ha. Đưa trước từ khoảng 2-3 triệu là mình mua xe được nha. Hiện tại bên cửa hàng của Trân thì đang có rất là nhiều dòng xe, từ phổ thông cho tới nhập khẩu cho tới tay côn, như là G15, MT15, GTG là bên mình có đủ ha. Anh chị nào mình đang cần có nhu cầu mua dòng xe nào thì inbox ngay cho Trân hoặc gọi cho em nhanh nhất ha, theo số điện thoại 0343 420 262. Em sẽ hỗ trợ anh chị nhiệt tình nhất, và nhớ đặt lịch trước khi đến mua để được hỗ trợ nhiệt tình và giảm giá nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.